now. Wait, security's on their way for what? This is absolutely ridiculous. Jordan, Matt, stop. He wants Jordan, to go. Bé cha này biết mẹ mình vô duyên và khuyên nhủ mẹ là dừng lại đi, cùng về nhà thôi, nhưng mẹ nó không chịu. Thằng bé biết trước mẹ sẽ bị đăng lên TikTok mà. Ủa, anh đã xin lỗi rồi, bà còn muốn gì nữa? Đúng là anh đã đỗ xe quá vạch nhưng đâu ảnh hưởng đến ai. Bãi đỗ xe trống trơn không có bóng ma nào mà. Đây là ví dụ điển hình của việc bạn lớn tuổi hơn không đồng nghĩa với bạn trưởng thành hơn. Bé trai kia muốn khóc cầu xin mẹ là rời chỗ này đi, tha cho các anh đi. Nhưng mẹ nó vẫn khăng khăng, không là không. Bà có biết là nó xấu hổ thế nào không? Bà nghe lời con mình đẻ ra một lần thôi, đúng một lần duy nhất sẽ rất có ích đó. Trẻ con nhiều khi thông minh, lanh lợi hơn mình. Nó nhìn trước được tương lai là chuyện cãi nhau này sẽ dẫn đến việc mặt của mẹ nó bị chế giễu trên mạng. Nhưng bà đâu có biết tương lai đó đâu, chỉ biết chửi cho sướng mồm. Bà vẫn không chịu nghe lời. Đúng là con người lì lợm nhất thời đại này phải cực kỳ rén khi thiếu ý thức ở nơi công cộng, vì tất cả mọi thứ đều được quay. Bà này chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không thấy hậu quả lâu dài. Con trai mình đi học bị bắt nạt khiến nó suy sụp tinh thần và muốn chuyển trường thì sao? Là mẹ ruột sao lại muốn chuyện đó xảy ra với con trai của mình? Mong kiếp sau em đầu thai có mẫu hậu tử tế hơn nha. Mình ngông cuồng mấy phút thôi, nhưng mà những khoảnh khắc đó sẽ ở trên mạng mãi mãi, muốn xóa đi không được. Kẻ thù dùng những video đó để chống lại bạn rất đáng sợ. The cops aren't gonna do anything. Anh đâu có gây nên tội hay làm hại ai đâu mà phải bị bắt. Mình mà là bé cha này mình dùng vũ lực luôn. Kéo mẹ về, mẹ ơi phải về với con. Con khổ quá. Nhìn mặt bé kiểu tôi không biết bà này không phải mẹ tôi nha. Tại sao phải phí phạm quá nhiều năng lượng vì chuyện không đâu thế này? Bà có thể về nhà nhìn vào cái gương và xem lại tính cách của mình đi. Mẹ nó đâu có nghe lời. Thằng bé này bất lực từ nãy đến giờ rồi. Nó quá xấu hổ nên anh đừng làm nó xấu hổ thêm. Jordan ơi, chị rất thương em. Bình thường bố mẹ phải xin lỗi về hành động ngớ ngẩn của con, nhưng trong trường hợp cực kỳ lạ này, con phải xin lỗi cho mẹ vì hành động bất lịch sự của mẹ. Trật tự bị đảo lộn hết cả. Ước gì mình cũng có nhiều năng lượng thế này để học tập, để làm mình trở thành người thông minh nhất thế giới. Bà ngày mai đến chỗ làm mà giám đốc kêu nghỉ việc thì đừng bất ngờ nhá, vì họ không muốn có nhân viên như này. Mình cũng rất khâm phục bé về sự trưởng thành của mình và không tự động bênh mẹ, biết chuyện gì đúng chuyện gì sai. Mình có người mẹ ruột như này, đi đâu cũng cách xa 10 mét, tôi không biết gì hết. Có những người này đến bãi biển công cộng tự nhận một khoảng trống về mình. Mấy bà nghĩ mình là ai, là mẹ thiên hạ tự tạo ra cát và biển nào mà độc quyền, chiếm quyền sở hữu và không cho ai vào ngồi. Bà đã sai rồi mà sấn tới con cái của chị, động vào con tôi là tôi không để yên đâu. Sao mấy bà Karen này rất thích nói chuyện cần mặt người ta? Đây là Karen con, bảo vệ Karen mẹ. Cái máu Karen có sẵn trong gia đình nhiều đời rồi. Tôi không phải là người hung hăng, tại bà hung hăng trước con sấn đến con tôi nên tôi phải ra tay đó, tự bảo vệ mình, có gì là sai. Mấy người vô duyên khi không có được thứ mình muốn. Mang quản lý ra đây. Có gọi ông trời xuống mặt đất cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Mấy bà này ảo tưởng sức mạnh thật. Muốn thuê thuyền thì cũng phải thuê trước mấy ngày chứ. Cứ phút chót đến nơi thì làm gì có thuyền. Giống như đi ăn nhà hàng sang trọng là phải đặt vé trước. Bà là con ông cháu cha nào thì may ra, nhưng mình là người bình thường thôi, phải biết được sự thật đó. Hài vãi, đúng là lời đáp trả khôn ngoan 10 điểm. Muốn nói chuyện với quản lý sao? Đoán xem tôi là quản lý này, bà nên hạ giọng của mình đi trước khi tôi cấm bà vĩnh viễn khỏi nơi này. Cả đời không có cái thuyền nào hết. Chị còn không nhịn được cười, mình cũng thấy hài hước. Trong những khoảnh khắc áp lực chỉ cần nở một nụ cười tự tin. Chuẩn luôn, mình không biết có tà ma đạo giáo nào mà khiến những người Karen nghĩ là họ sở hữu tất cả mọi thứ. Bà vừa nãy nghĩ mình sở hữu bãi biển, còn bà này nghĩ mình làm chủ chỗ thuê thuyền. Rồi đấy, bà vào nhà tôi mà ở đi. Đây là bé con Karen, từ bé mà đã nghĩ tới những chuyện thâm độc thế này rồi, khi lớn lên nó còn đáng sợ nữa. Mình muốn biết tên bé để cạch mặt ra trước, không muốn đắc tội với chị đại. Chắc crush ở mẫu giáo nói chuyện với những bạn nữ khác nên nó mang cái sự tức giận để đổ lên siêu thị. Tưởng tượng có người mua hàng chục chai coca này để cho bữa tiệc tùng, và khi mở lên nó phun hết sạch ra, cả buổi tối chỉ uống nước lã. I caught a white woman stealing today.
Rõ ràng bà đang giằng một cái túi mà cửa hàng không cho, mà bảo tôi không ăn cướp. Nếu bà trả tiền đàng hoàng thì người ta đâu kéo lại. Ốc bà chỉ đi luôn, ở bên đó hay thật. Người có tội chỉ cần bước đi ra xa và là thoát tội. Ở Việt Nam phải lên phường lập biên bản các thứ. Ok bà chị, bình tĩnh lại đi. Chỉ cần bảo là không có thuốc lá là tôi tìm quán khác mà. Wow, thật ra giọng hát của chị đỉnh phết. Hồi xưa theo đuổi sự nghiệp ca hát thì là ca sĩ hot nhất Hollywood chứ không đùa. Ariana phiên bản châu Á được bắt gặp ở Canada. Dòng đời đưa đẩy thế nào mà chị đi bán hàng, chị phải làm ca sĩ idol mới đúng với giọng hát đỉnh cao như này. Anh nghe chửi mà như nghe hát, được biểu diễn concert miễn phí ở ngay trước mặt luôn. Bà Karen này đến từ Nhật Bản. Karen có mặt ở khắp mọi nơi. Xin lỗi Karen San, nhưng đó là hãng Trung Quốc. Các chị là người Trung Quốc thì đương nhiên nói tiếng Trung rồi. Chẳng lẽ nói tiếng Lào? Người lạ phải xen vào và bảo trật tự đi thì bà tự hiểu bà tệ đến như nào. Mình không phục sự bình tĩnh và chịu đựng của những chị tiếp viên hàng không. Mình là đứng khóc luôn. Trên máy bay mọi người đã xì stress sẵn rồi vì vấn đề an toàn, mà còn bị stress thêm bởi bà này. Thì nghỉ, lần sau không bao giờ đi du lịch. Bà Karen Nhật Bản cũng đăng bài Đài Bắc Trung Quốc sẽ không bao giờ độc lập. Bà còn lấn sang chuyện chính trị sao? Chẳng phải tổ tiên Nhật Bản của bà đã từng xâm chiếm Đài Loan, bà không cảm thấy có tội sao? Mà còn trù dập họ thêm. Với cả mình không hiểu sao chỉ tiếp xúc với một vài người thôi đã khiến bà ghét cả đất nước. Đất nước họ có bao nhiêu người? Trái tim phải sắt đá thật. Nhìn thấy trẻ con khóc mà không một tí mủi lòng thương và dừng lại hành động của mình. Đúng rồi, mong bà tự hào vì đã xóa đi bức tranh vô tội của một đứa trẻ con. Mình rất không thích những người có chuyện buồn, chuyện tức giận mà không tự giải quyết với chính mình mà đi đổ lỗi, làm phiền người khác. Trong trường hợp này là trẻ con, nó là tồi tệ hơn. Nó không phải đống lộn xộn, nó là nghệ thuật. Bé lớn lên làm họa sĩ thì bà hối hận không kịp. À không, lúc đó tôi không biết bà còn sống trên trái đất này nữa không. My girl and her sisters went to go eat for a birthday and look at Karen. Là con gái mà ăn mặc bó sát người như thế á? Chị là đồ bỏ đi. Bà liếc mắt kinh người lên đường, cẩn thận mắt lòi ra đó. Bà hành xử như là hồi trẻ, bà không ăn mặc như vậy. Hay là bà ghen tị vì bà không còn trẻ trung nữa, không còn nhận được nhiều sự chú ý của đàn ông. Có một điều là rất nhiều người phụ nữ trung niên rất ghét những người phụ nữ trẻ trung. Mình được bạn là con trai trở về thôi, sáng hôm sau cả xóm kêu mình là hư hỏng. Nếu có đánh giá người khác thì phải kiềm chế lại. Đây thể hiện rõ ràng luôn. Làm ơn bữa tiệc sinh nhật tôi được phép ăn mặc sang chảnh một tí nha. Rất nhiều sự phân biệt giới tính đến từ chính nữ giới. Sinh học của người phụ nữ là có ngực, bà muốn tôi vứt ngực ở nhà. Mặc quần áo bình thường cũng bị coi là bất lịch sự chỉ vì bộ phận trên cơ thể tôi. Nếu không ai muốn nhìn ngực của tôi thì họ không nhìn. Đàn ông thì sao? Có đầy người cởi trần, sao không có vấn đề gì với họ? Tôi chỉ hỏi một tẹo là bà đồ gái rẻ tiền. Bà là phù thủy đọc được ý nghĩ của tôi hả? Chị đừng thấy buồn vì rõ ràng bà này chỉ đang ghen tị thôi. Tôi đẹp, tôi có quyền khoe nha, tôi đã cướp chồng của bà chưa? Đến đây thôi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem đến giờ phút này và mình hẹn gặp lại các bạn những video lần sau nha.